Chương 3. Kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Điều 19. Trách nhiệm bảo đảm cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng và cung cấp thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử đối với: a. Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ, cơ quan b. Thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền giao xây dựng giải pháp cung cấp tập trung trên toàn quốc. C. Nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhau thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của nhiều bộ cơ quan. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của địa phương, trừ những thủ tục hành chính được nêu tại khoản một điều này. Điều 20 Nội dung kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 1. Cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được kiểm soát về nghiệp vụ và về kỹ thuật trong quá trình xây dựng và vận hành. 2. Việc kiểm soát về nghiệp vụ bao gồm đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả trong quá trình lựa chọn thủ tục, mức độ bảo đảm về danh tính, xác thực điện tử đối với thủ tục, tổ chức các giải pháp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và trong quá trình rà soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 3. Việc kiểm soát về kỹ thuật bao gồm đánh giá theo các tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống, kết nối chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu, thời gian phản hồi của hệ thống, khả năng lưu trữ dữ liệu, thời gian xử lý, khắc phục lỗi, mức độ thân thiện của giao diện người dùng. Điều 21 lựa chọn nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử. Các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính được ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử nếu đáp ứng ít nhất một loại tiêu chí dưới đây. một Những thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, tần suất giao dịch lớn. 2. Thủ tục hành chính có các thành phần hồ sơ dữ liệu đầu vào đã được cơ quan nhà nước số hóa và sẵn sàng cho việc kết nối chia sẻ. 3. Thủ tục hành chính có nhiều thành phần hồ sơ, dung lượng hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính lớn. 4. Nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ địa phương. 5. Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều đơn vị trong bộ, cơ quan ngang bộ địa phương. 6. Thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính ưu tiên triển khai trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Điều 22 Lập danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử. 1. Hàng năm, cơ quan đơn vị chuyên môn phối hợp với cơ quan đơn vị có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quy định tại điều 19 và các tiêu chí lựa chọn quy định tại điều 21 Nghị định này, đề xuất danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử lấy ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan, đối tượng chịu tác động và trình bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra quyết định, trong đó xác định rõ thời gian lộ trình thực hiện và việc xây dựng, vận hành khai thác. 2. Văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát và tham mưu cho chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành danh mục những thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của cả bộ và địa phương ưu tiên thực hiện. Điều 23. Quy trình tổ chức xây dựng và thực hiện giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 1. Cơ quan đơn vị có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, phối hợp cơ quan đơn vị chuyên môn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, rà soát các nhóm thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính thuộc danh mục ưu tiên thực hiện đã được phê duyệt, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thông qua đánh giá các nguồn dữ liệu đã có và mức độ sẵn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua các giải pháp A à, bổ sung vào biểu mẫu điện tử các thông tin trong những thành phần hồ sơ có thể kiểm tra xác thực được thông tin do đã tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đối với những thành phần hồ sơ loại này không yêu cầu tổ chức cá nhân nộp đăng tải hoặc dẫn nguồn b yêu cầu tổ chức cá nhân đăng tải bản điện tử bản sao điện tử có giá trị pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc dẫn nguồn tài liệu đối với các giấy tờ tài liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước đó. C. yêu cầu tổ chức cá nhân đăng tải bản điện tử phù hợp quy chuẩn đối với các giấy tờ tài liệu không phải kết quả giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của giấy tờ tài liệu do tổ chức cá nhân đăng tải. 2. Đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 3. Xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính, giải pháp định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử, giải pháp tích hợp chia sẻ khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và các giải pháp kỹ thuật khác. 4 trên cơ sở các phương án đơn giản hóa và các giải pháp được nêu tại khoảng 1, khoảng 2 của điều này. Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật theo quy định. 5 dịch vụ được chạy thử nghiệm trong 2 tháng và hoàn thiện trước khi vận hành chính thức trên cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Điều 24. Rà soát, đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 1. Cơ quan có trách nhiệm rà soát đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là cơ quan có trách nhiệm bảo đảm điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 19 Nghị định này hai cơ quan đơn vị có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp cơ quan đơn vị chuyên môn của bộ cơ quan ngang bộ bảo hiểm xã hội việt nam ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục rà soát đánh giá các thủ tục hành chính đang thực hiện trên môi trường điện tử dựa trên một trong các căn cứ sau a chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ b quyết định của bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương c Phản ánh kiến nghị kết quả đánh giá của cá nhân tổ chức về thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường điện tử. 3. Văn phòng chính phủ chịu trách nhiệm ra soát đánh giá độc lập việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các trường hợp sau đây. A. Theo chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ. B. Nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. C. Thủ tục hành chính được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia có nhiều phản ánh kiến nghị đánh giá của tổ chức cá nhân còn rườm rà, khó thực hiện, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của nhân dân. 4. Rà soát đánh giá cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bao gồm rà soát đánh giá về thủ tục hành chính theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá các giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính điện tử. 5. Kết quả rà soát đánh giá là cơ sở để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo nâng cấp chất lượng cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Điều 25. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 1. Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được cơ quan có thẩm quyền quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu thông tin dữ liệu tại các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu liên quan theo thẩm quyền quản lý. 2. Phương thức số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang điện tử bao gồm: a. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tập tin trên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu. b chuyển nội dung của kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu. 3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển đổi từ bản giấy sang điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau. A. Phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy. B. Cá nhân hoặc cơ quan tổ chức thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi từ bản giấy sang điện tử ký số trên bản điện tử. Sau khi được chuyển đổi từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính giấy hoặc được xác thực bằng các biện pháp xác thực do cơ quan có thẩm quyền quyết định. C. có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử. 4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử được chuyển đổi từ văn bản giấy có giá trị như văn bản giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.